và các bạn đang theo dõi chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ ngày 23 tháng 2 trên VTC14. Trong tiểu mục Khu Dân Cư An Toàn, phóng viên VTC14 sẽ phản ánh các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó việc lắp đặt camera giám sát cháy rừng ở Hà Tĩnh. Còn trong tiểu mục Điều Cần Biết, chuyên gia chương trình sẽ có những lưu ý cảnh báo về nguy cơ cháy nổ với chủ cơ sở và người lao động làm việc tại các xưởng sản xuất đồ gỗ. Trước khi đến với hai tiểu mục này sẽ là thông tin cháy nổ 20 giờ. Rạng sáng nay, người dân hốt hoảng phát hiện đám cháy tại quán karaoke tại Bắc Giang nên trình báo công an đến giải cứu, nhưng hai người đã tử vong. Khoảng 3 giờ 10 phút ngày 23 tháng 2, công an xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo tại thôn Trung Thành xảy ra đám cháy. Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke KTV 88 đang tạm dừng hoạt động theo quy định phòng chống dịch. Theo tin báo của người dân thì lúc này vẫn có hai người mắc kẹt trong đám cháy. Sau đó các lực lượng chức năng đã được huy động tới hiện trường nỗ lực cứu chữa. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện có hai người tử vong trong quán và xác định danh tính là anh Hoàng Văn Vương và chị Hoàng Thị Hường là vợ chồng chủ quán karaoke trên. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn gia đình nên anh Vương đã tự đốt quán karaoke trên. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra phối hợp làm rõ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa cho biết đã dập được vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty chuyên về may mặc. Vụ cháy xảy ra khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 2 tại công ty chuyên sản xuất đồ may mặc có vốn đầu tư nước ngoài, địa chỉ tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Thời điểm này, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng rộng khoảng 3.000m2 của công ty trên. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả nhà xưởng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 15 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 98 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ghi nhận ban đầu, diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng 1.000m2, mái tôn bị đổ sập. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội đã đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Hoài Đức, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy cơ sở. Trên địa bàn huyện Hoài Đức có khoảng 4.610 nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, trong đó có 5 làng nghề truyền thống với 337 nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, các vụ cháy loại hình này có chiều hướng gia tăng về cả số lượng và mức độ thiệt hại về người và tài sản. Để khắc phục những tồn tại và phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, trong thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tiếp tục kết hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường được phân cấp quản lý loại hình cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, làng nghề. Hiện tại, huyện Hoài Đức đã trang bị máy bơm nước tăng áp cho tất cả các xã thị trấn để phục vụ công tác chữa cháy, công tác tập huấn, sử dụng máy bơm, khảo sát đường nước gần nhất, thực tập các phương án tình huống với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại chỗ đã được công an huyện thường xuyên triển khai. Tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 120.000 ha rừng trọng điểm, dễ cháy, trải đều trên địa bàn 13 huyện thị xã. Hàng năm từ tháng 5 đến tháng 9, toàn tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió phơn Tây Nam. Nhiệt độ bình quân luôn ở mức cao từ 39 đến 41 độ C. Nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra. Trước tình hình đó, ngoài các biện pháp, giải pháp đã thực hiện trước đây, lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh đã nhanh chóng tham mưu kích hoạt, đổi mới nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, việc lắp đặt camera giám sát cháy rừng là một ví dụ điển hình. Hương Sơn có 85.000 hecta rừng, nhưng hạt kiểm lâm Hương Sơn chỉ có 22 cán bộ, kể cả cán bộ hợp đồng trông coi quản lý. Cái khó ló cái khôn, nếu như trước đây mỗi lần tuần tra kiểm soát phòng chống cháy rừng cần ít nhất 3 đến 5 cán bộ và mất nhiều thời gian di chuyển, thì nay với hệ thống camera giám sát chỉ cần một cán bộ là có thể quan sát và phát hiện cháy rừng dễ dàng và rộng hơn. Nhờ hệ thống camera này nên trong thời gian qua, hạt kiểm lâm Hương Sơn đã phát hiện ra nhiều vụ đốt thực bì, đốt rác trái phép tại các vùng rừng trọng điểm. Với cái camera này thì là giúp cho anh em cán bộ chiến sĩ là giảm thiểu được cái công sức để đỡ vậy là lên trên rừng và lên trên chòi, lên trên các cái điểm chốt. Và thứ hai nữa thì là phát hiện được sớm và rõ các cái điểm mà phát lửa. Năm 2021, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát lửa rừng.
Tại 4 huyện thị xã trọng điểm có diện tích rừng dễ cháy lớn như Hương Sơn, Can Lộc, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh. Với tính năng quan sát diện tích lớn, tầm nhìn xa từ 7 đến 10 km, quá trình vận hành hệ thống camera đã phát huy tác dụng. Khi có cháy rừng, hệ thống camera truyền hình ảnh về máy chủ đặt tại hạt kiểm lâm huyện, chủ rừng qua TV màn hình lớn hoặc qua điện thoại smartphone của từng cá nhân. Lực lượng trực tổ chức kiểm tra và xác minh kịp thời điểm cháy và báo cáo cấp có thẩm quyền để huy động lực lượng chữa cháy kịp thời theo quy định. Năm nay được sự hỗ trợ của chi cục kiểm lâm thì là lắp đặt một hệ thống camera giám sát ở tại xã Vườn Lộc. Từ cái hệ thống camera này thì chúng tôi có thể quan sát được 2/3 diện tích rừng trên địa bàn toàn huyện, và cũng thông qua hệ thống camera này thì là có thể phát hiện sớm các cái điểm phát lửa, từ đó để có các cái giải pháp ứng cứu kịp thời các cái vụ cháy. Thì chúng tôi đã có cái chỉ đạo, ví dụ như các cái hộ dân có cái rừng liên kề nhau thì thành lập ra một cái tổ để cùng nhau, đó là vừa trực gác lửa rừng nên vừa khi mà xảy ra cháy thì có lực lượng kịp thời để chữa cháy. Cái thứ hai, trong cái phân công nhiệm vụ thì phải cụ thể đến từng thành viên, đến từng tổ chức tại cả cái khu vực rừng cụ thể. Với việc ứng dụng camera vào công tác phòng cháy chữa cháy rừng là một trong những nội dung chuyển đổi số được Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh áp dụng và đang phát huy hiệu quả. Trong 14 điểm phát lửa trên địa bàn toàn tỉnh vào năm 2021, chỉ có một điểm gây cháy rừng với diện tích rừng bị thiệt hại hoàn toàn, không có khả năng phục hồi là 0,23 hecta. Ngoài việc phát hiện sớm các điểm phát lửa rừng, thì hệ thống camera còn phục vụ tốt cho công tác giám sát người ra vào các khu vực rừng trọng điểm và an ninh trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, các xưởng sản xuất đồ gỗ, xưởng phun sơn đồ gỗ hoạt động ngày càng nhiều trên địa bàn các tỉnh, thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Do nguyên liệu vật liệu chứa nhiều dễ cháy, nên khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Vậy đâu là những lưu ý với chủ cơ sở sản xuất và người lao động làm việc tại đây để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ? Trong tiểu mục Điều cần biết ngày hôm nay, chuyên gia phòng cháy chữa cháy của chương trình sẽ đưa ra những khuyến cáo cụ thể. Gỗ chủ yếu là nằm trong các cái cụm công nghiệp làng nghề lâu đời và làm xen kẹp trong các khu dân cư. Đấy, vì vậy là nó không có quy hoạch chi tiết được quy hoạch được bài bản về giao thông, về nguồn nước, về khoảng cách an toàn phòng cháy cháy. Tính chất nguy hiểm cháy nổ như vậy là sinh ra nhiều trong quá trình sản xuất, gia công, chế biến thì nó sinh ra nhiều cái đồ mùn, đồ thừa, gỗ thẹo và sinh ra nhiều mùn cưa. Đấy là môi trường về nguy hiểm cháy nổ cao. Thứ nữa là cái liên quan đến quá trình gia công chế biến như vậy thì là liên sử dụng cái dung môi sơn, lượng xăng dầu phục vụ pha chế sơn. Đấy là rồi thì những là cái làng nghề truyền thống xen kẹp trong khu, cho nên là cái thiết bị máy móc thường là sẽ lâu đời, lạc hậu, công nghệ là lạc hậu, cho nên cái tiềm ẩn cái nguy cơ nó sinh ra sự cố từ máy móc công nghệ. Và cũng nữa là cái trong khu dân cư, cho nên cái diện tích nó nhỏ, trong một cái môi trường diện tích khung như thế thì là người ta vừa chế biến, vừa sản xuất, vừa gia công, vừa là có cái khu vực sơn như thế luôn. Về hệ thống điện thì cũng không được bố trí bài bản, việc sắp xếp hàng hóa nguyên vật liệu như thế là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ cao trong những loại hình sản xuất gia công chế biến gỗ trong các làng nghề, khu dân cư như vậy. Khuyến cáo người ta phải chấp hành, tuyệt đối chấp hành cái quy định của pháp luật phòng cháy cháy, là tất cả phải đảm bảo theo yêu cầu của luật, nghị định, thông tư và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hướng dẫn ban hành. Đấy là về cái yêu cầu đầu tiên và cao nhất. Thứ hai là về ý thức của người đứng đầu cơ sở, của người lao động, đặc biệt là với người đứng đầu cơ sở, là người ta phải chấp hành tuyệt đối những cái vấn đề đó, đảm bảo việc các việc định kỳ thường xuyên, ví dụ như là công tác tự kiểm tra. Đấy là việc mà chúng tôi, luật phòng cháy đã quy định rõ về công tác 4 tại chỗ. Người đứng đầu cơ sở mà chúng ta tự kiểm tra tại cơ sở định kỳ, đảm bảo được yêu cầu thì cái lực lượng chuyên nghiệp cũng rất nhẹ nhàng trong cái thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Người ta tự kiểm tra được thì cái việc các cái điều kiện và nguyên nhân gây cháy nổ tại cơ sở sẽ bị loại trừ. Và ý thức người ta tốt thì người công nhân lao động làm việc ở đó cũng sẽ chấp hành theo rất là tuyệt đối. Đấy là một cái mà chúng tôi đánh giá là khi mà người đứng đầu cơ sở chấp hành, ý thức được tốt thì là cái nguy cơ điều kiện gây cháy sẽ được loại trừ rất nhiều. Và khi mà sự cố xảy ra thì người ta cũng có thể xử lý ngay tại chỗ được với ý thức của người ta như vậy.
những lưu ý an toàn phòng cháy xưởng sản xuất gỗ đã kết thúc chương trình cùng toàn dân phòng cháy nổ ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PBGas đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 20:50 ngày mai trên VTC14.